Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn chứng kiến sự tăng giá mạnh ở thời điểm hiện tại, với giá duy trì vững chắc quanh mức 34.000 đô la. Giám đốc điều hành Blockstream Adam Back tuyên bố rằng Bitcoin lẽ ra đã vượt qua mốc 100.000 đô la dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nó. Khẳng định của Adam Back được đưa ra trong bối cảnh thị trường hỗn loạn sau khi iShares Bitcoin Trust của BlackRock đột ngột bị loại khỏi danh sách của DTCC. Tuy nhiên, sau khi biến mất trong vài giờ, nó đã xuất hiện trở lại. DTCC cung cấp các dịch vụ thanh toán, lưu ký và thông tin sau giao dịch cho Nasdaq. Nhiều nhà phân tích giải thích sự xuất hiện ban đầu của quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock trong danh sách là một dấu hiệu cho thấy sự chấp thuận tiềm năng của SEC đang đến gần. Sau khi quỹ BlackRock biến mất khỏi danh sách, Bitcoin đã điều chỉnh nhẹ trước khi lấy lại mức giá hiện tại. Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg ETF Eric Banchunas cho biết DTCC chắc chắn không quen với kiểu hành động này. Nó diễn ra ở hậu trường rất nhàm chán, nói lên tính độc đáo và cường độ của toàn bộ câu chuyện này. Thông tin tiếp theo, SEC buộc tội BlackRock vì dữ liệu đầu tư sai. SEC đã cáo buộc BlackRock vì trình bày sai các khoản đầu tư, dẫn đến khoản tiền phạt 2,5 triệu đô la, trong khi một bước ngoặt bất ngờ ảnh hưởng đến kế hoạch Bitcoin ETF của họ. SEC đã đưa ra cáo buộc chống lại BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, vào ngày 24 tháng 10. Cáo buộc xoay quanh việc xuyên tạc các khoản đầu tư vào ngành giải trí, giám sát tài sản trị giá hơn 9,43 nghìn tỷ đô la. BlackRock đã báo cáo không chính xác về lãi suất cao từ khoản đầu tư vào Aviron Group, một công ty sản xuất phim. Từ năm 2015 đến 2019, công ty đã hợp tác với Aviron, tài trợ từ 1 đến 2 bộ phim mỗi năm. Tuy nhiên, lãi suất được báo cáo từ những nỗ lực này đã bị thổi phồng một cách sai lệch. Sau khi nhận ra sự khác biệt vào năm 2019, BlackRock đã sửa đổi các thông tin công bố của mình để phản ánh chính xác thông tin tài chính liên quan đến khoản đầu tư Aviron. Andrew Dean, đồng giám đốc đơn vị quản lý tài sản của phòng thực thi SEC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết lộ trung thực. Ông lưu ý rằng, các nhà đầu tư phụ thuộc vào những chi tiết này để đưa ra quyết định sáng suốt. Thất bại của BlackRock ở khía cạnh này đã đánh lừa các bên liên quan, vi phạm lòng tin cần thiết cho các mối quan hệ đầu tư. Đáp lại cáo buộc, BlackRock đã đồng ý với lệnh ngừng hoạt động, việc giải quyết không liên quan đến việc công ty thừa nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, hậu quả tài chính đã được thực thi, với việc BlackRock đồng ý chịu mức phạt 2,5 triệu đô la. Và thông tin cuối cùng, Binance đẩy lùi vụ kiện CFTC với hồ sơ mới. Binance và giám đốc điều hành CZ một lần nữa đang thách thức CFTC. Họ đã đệ trình các tuyên bố nhằm bác bỏ vụ kiện do cơ quan quản lý đưa ra hồi đầu tháng 3. Trong tài liệu ngày 23 tháng 10 gửi tới Tòa án quận Hoa Kỳ, các luật sư của Binance đã đặt câu hỏi về phạm vi quản lý toàn cầu của CFTC. Cụ thể, họ lập luận rằng, theo logic của CFTC, họ có thể điều chỉnh mọi hoạt động tiền điện tử toàn cầu, gắn liền với sản phẩm phái sinh. Quốc hội đã không biến CFTC trở thành cảnh sát phái sinh của thế giới. Hồ sơ nhấn mạnh sự vi phạm được cho là quá mức. Các đại diện pháp lý của Binance và CZ đã phê bình tỉ mỉ từ số liệu mà CFTC đưa ra. Họ nhấn mạnh cách tiếp cận của cơ quan quản lý là theo đuổi một lý thuyết mới, đặc biệt là trong yêu cầu chống trốn tránh của họ. Do đó, các luật sư tin rằng nhiều tội danh trong số này không đáp ứng được các tiêu chí tiêu chuẩn. Các luật sư yêu cầu tòa án bác bỏ đơn khởi kiện có thành kiến. Tuy nhiên, đây chỉ là một trường hợp mà Binance yêu cầu hủy bỏ vụ kiện. Vào tháng 7, họ đã đưa ra lập luận tương tự, nhấn mạnh rằng CFTC đã vượt quá giới hạn quy định của nó. Ngoài ra, điều cần lưu ý là Binance phải đối mặt với sự giám sát từ một tổ chức quan trọng khác, đó là SEC. Họ đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6. Bên cạnh các cuộc chiến pháp lý, Binance đã tích cực nâng cao các dịch vụ nền tảng của mình. Gần đây, họ đã công bố một tính năng hỗ trợ sắp tới cho stablecoin USDC của Circle. Sự tích hợp này sẽ được chuyển qua blockchain Polygon. Điều đáng chú ý là sàn giao dịch sẽ sớm kích hoạt tính năng gửi và rút tiền cho USDC, đảm bảo thông báo kịp thời cho người dùng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.